Xin chào anh chị và bạn đã đến kênh YouTube của Thượng Đoàn. Rất vui được gặp lại anh chị và bạn trong nội dung video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì trong chuỗi video chia sẻ về thông tin quy hoạch địa phương trên toàn quốc, ngày hôm nay mình xin chia sẻ về thông tin quy hoạch của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn đến năm 2030. Nếu như mà anh chị và bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình về quy hoạch nhé. Anh chị và bạn quan tâm đến thông tin hoặc ở địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị và bạn trong thời gian sớm. Thì huyện Kế Sách là cửa ngõ phía bắc của tỉnh Sóc Trăng, có ranh giới giáp với ba tỉnh là Vĩnh Long, Trà Vinh và Hậu Giang. Có vị trí địa lý chi tiết như sau: phía bắc là giáp với huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; phía đông là giáp với huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; phía nam giáp với huyện Long Phú và Châu Thành; phía tây giáp với thành phố Ngã Bảy và các huyện Châu Thành, Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Thì huyện Kế Sách hiện tại là có hai thị trấn, đó là thị trấn Kế Sách này và thị trấn An Lạc thôn. Nhìn theo tổng thể quy hoạch thì chúng ta thì thấy rằng giai đoạn đến năm 2030, huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng sẽ có hai định hướng. Thứ nhất là về hai loại quy hoạch đất chủ yếu. Thứ nhất là đất trồng cây lâu năm và thứ hai là đất trồng lúa. Các khu vực như là xã Sơn Hòa, thị trấn An Lạc thôn, xã Ba Trinh, xã Trinh Phú, xã Kê Thành, xã Nhân Mỹ, xã An Mỹ thì được quy hoạch đó là đất còn trồng cây lâu năm là chủ đạo. Các khu vực còn lại thì được quy hoạch là đất trồng lúa. Về định hướng đến năm 2030 thì chúng ta có thể thấy rằng khu vực thị trấn Kế Sách sẽ được đầu tư mở rộng. Đây, chi tiết như sau. Đây là bản đồ hiện tại của thị trấn Kế Sách. Tại đường quyện lộ 6 Quán Ngọc Thảo thì đi vào thì có công trình là gia cố và di dời các hộ dân ven sông có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng. Thì đây là thuộc hạng mục tái định cư khu đô thị thị trấn Kế Sách khu 2, là ngay vị trí là đường quyện lộ 6 Quán Ngọc Thảo, có con đường đi vào
thì khu vực này sẽ hình thành là khu tái định cư, khu đô thị thị trấn Kế Sách khu 2. Và phía ngoài hơn là hình thành là khu hành chính thị trấn Kế Sách. Khu hành chính thị trấn Kế Sách đây. Góc giữa đường Ung Công Uẩn và đường Na Tưng đây thì sẽ hình thành là khu dân cư thương mại trung tâm huyện Kế Sách. Hay là khu đô thị thị trấn Kế Sách khu 1 đây. Ngay cái phần đất trống giữa đường góc đường Ung Công Quẩn và đường Na Tân đó anh chị các bạn. Giai đoạn đó năm 2030 thì có đường tỉnh 932C cũng đi qua khu vực huyện Kế Sách. Đây. Đi theo dạng đường vành đai đó anh chị các bạn. Thì đường tỉnh này sẽ đi qua các đường tỉnh lộ 932, tỉnh lộ 932C sẽ cắt đường tỉnh lộ 932 tại vị trí là gần trường tiểu học Kế Sách 3.
Sau đó thì đường tỉnh này sẽ cắt đường quyền lộ 6 tại vị trí là bưu điện xã An Mỹ. Về quy hoạch thị trấn An Lạc Thôn thì chúng ta thấy rằng quốc lộ 91C là trục đường chính của đi qua thị trấn An Lạc Thôn. Đoạn quốc lộ 91C đoạn từ cầu Cái Trăm đến khu vực cầu Cái Cao đây. Của thị trấn An Lạc Thôn sẽ hình thành là khu công nghiệp Sông Hậu. Thì khi mà khu công nghiệp Sông Hậu hình thành thì những hộ dân nằm trong diện di dời sẽ được di dời về khu vực đó là ngay cầu Cái Trăm. Thì khu vực này là sẽ hình thành là khu nhà ở công nhân và là khu nhà ở dịch vụ thương mại An Lạc Thôn gần cầu Cái Trăm. Tiếp theo thì nằm trong kế hoạch mở rộng khu vực thị trấn An Lạc Thôn thì chúng ta có các công trình như là khu nhà ở tái định cư của thị trấn An Lạc Thôn, khu dân cư thương mại, khu đô thị thị trấn An Lạc Thôn, khu 1 và khu đô thị thị trấn An Lạc Thôn, khu 2.
thì vị trí là đường Võ Thị Sáu, vị trí là đường Võ Thị Sáu, góc giữa vị Võ Thị Sáu và quán Bảo Ngân thì sẽ hình thành là khu đô thị thị trấn An Lạc Thôn khu 1. Ngay vị trí đường quốc lộ 91C gần trại cá giống Hưng Thịnh. Thì khu vực này sẽ hình thành là khu đô thị thị trấn An Lạc Thôn khu 2. Giai đoạn đến năm 2030 thì ngoài đường tỉnh 939 đây. Đường tỉnh 932C là đường tỉnh mới được hình thành, có thêm một con đường tỉnh nữa, đó chính là đường tỉnh 939B. Thì chúng ta sẽ cùng xem chi tiết của đường tỉnh 939B, đường tỉnh mới sẽ được hình thành như thế nào tại khu vực là thị trấn An Lạc Thôn. Thì tuyến đường tỉnh này sẽ được hình thành ngay vị trí là cầu Cái Cao. Đây, đường tỉnh 939B sẽ được hình thành đi qua khu vực xã Xuân Hòa. Đi qua khu vực cửa hàng vật tư nông nghiệp Vũ Linh thuộc ấp Hòa Phú. Đi qua bến phà Ngũ Cả Trong, ngã Cửa Trong. Đường tỉnh này sẽ đi qua các xã như là xã Xuân Hòa, xã Kế An, thì trên đây mình vừa chia sẻ những thông tin quy hoạch cơ bản nhất của quyển kế sách tỉnh Sóc Trăng giai đoạn đến năm 2030.
Nếu như mà anh chị và các bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký. Và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình du lịch nhé. Anh chị và các bạn quan tâm đến thông tin của địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị bạn trong thời gian sớm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.